Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Dương lão bản nợ 70 triệu, ta cự tuyệt ly hôn, kết hôn 2 năm, đại mật mật thiếu nợ lớn. Một tờ giấy ly hôn bày ra trên bàn, hôn nhân tốt đẹp của hai người sắp kết thúc. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Diệp Phong giáp mặt xé bỏ hiệp nghị ly hôn, lựa chọn cùng đại mật mật cùng hoạn nạn. Bước vào giới giải trí, hắn đại triển thân thủ, làm ra từng bộ tác phẩm xuất sắc ai cũng thích các tác phẩm điện ảnh và truyền hình như Lang Thang Địa Cầu, Ta Không Phải Dược Thần, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Lang Gia Bản, Bảo Táp, V, V đều xuất phát từ Tây ông. Anh cũng bởi vậy mà được phong làm đạo diễn mạnh nhất, được vô số ngôi sao trong giới sùng bái và ái mộ. Đại Mật Mật Anh ấy là tình yêu cả đời tôi. Học ba Bị hắn đào móc về sau, ta nhất phi trùng thiên, trở thành lóe sáng tân tinh. Cúc tịnh y, anh ấy là người thầy quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, thành công của tôi không thể rời bỏ anh ấy. Bạch Lộc Nếu có cơ hội, ta muốn trở thành hắn đời sau lão bà. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Chúng ta ly hôn A, à, quỳ cầu hoa tươi phiếu phiếu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Triệu Tổng, không thể khoan dung mấy tháng sau. Khoan dung mấy tháng. Trong lòng anh không có đếm sao. Đối với hiệp nghị đánh bạc 300 triệu, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Em đã nợ 70 triệu rồi, lấy cái gì trả lại cho anh? Ta có thể tiếp càng nhiều điện ảnh, phim truyền hình, chương trình thực tế, chương trình giải trí, chỉ cần ta danh khí vẫn còn là có thể kiếm tiền. Ngươi hiện tại thanh danh hỗn độn, còn bị tuôn ra kết hôn, ai còn dám muốn ngươi a à? rất nhiều ngôi sao kết hôn đều có thể đóng phim điện ảnh và phim truyền hình dựa vào cái gì tôi không thể cho anh thời gian ba ngày ba ngày không trả tiền gặp ở tòa án khoảnh khắc cút điện thoại một tiếng vang thật lớn vang vọng khắp nơi trong thư phòng tuyệt vọng đến đáng sợ cút ly rượu đựng brandy bị đập mạnh xuống đất vỡ nát đại mật mật mượn rượu tiêu sầu nước mắt rơi như mưa cả người tuyệt vọng cực độ hai năm nay Cô thành lập truyền thông gia thế đầu tư mấy bộ phim điện ảnh và phim truyền hình, không có bộ nào không lỗ vốn. Nhất là bộ phim Long Quốc Tuyệt Địa phản kích, may mà mẹ cũng không nhận ra. Vốn định mượn sức ảnh hưởng của bóng bàn và ảnh đế Đặng Thao để vãn hồi một số cục diện. Thật tình không biết, cô chưa từng nếm qua mùi vị này. Luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Lúc mới thành lập công ty, cô cho rằng lấy năng lực, mạng lưới quan hệ và tài nguyên của mình có thể lăn lộn trong giới giải trí phong sinh thủy khởi. Kết quả vẫn là quá mức tự phụ. Kỳ thật cô có năng lực đông sơn tái khởi, thế nhưng chuyện kết hôn này đối với sự nghiệp của cô đã kích quá lớn. Là một ngôi sao lưu lượng, sự nghiệp thăng tiến, thời điểm nổi tiếng nhất, vô số fan nam khẳng định không chấp nhận được sự thật cô đã kết hôn. Một phần fan nữ si mê cô cũng sẽ không chấp nhận được. Bất quá, ngươi hỏi nàng sau không hối hận ẩn hôn? nàng tuyệt không hối hận. Bởi vì mạng của nàng là dịp Phong cứu. Không có dịp Phong, sẽ không có nàng của ngày hôm nay. Bên ngoài thư phòng, một nam tử tuấn giật thân cao tám thước, thân ảnh cao lớn, khuôn mặt thanh tuyển, tầm như đao cắt. Hai năm sau khi kết hôn với Mật Mật, cuộc sống của anh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có hàng đêm sen ca, còn cơm áo không lo, muốn làm gì thì làm, căn bản không cần lo lắng chuyện ngày mai hơn nữa mặc kệ hắn đưa ra yêu cầu gì, đại mật mật đều sẽ tận lực thỏa mãn hắn. Anh đã coi mật mật là vợ thật của mình, mà không phải mấy rút tiền phú bà. Nhưng mà, ở đáy vực của sự nghiệp mật mật, hắn lại bất lực. Chẳng lẽ ta chỉ có thể dựa vào nữ nhân sao? Ta không cam lòng. Thu dọn tâm trạng suy sụp, rắc một tiếng, anh đẩy cửa đi vào. Vô luận xảy ra chuyện gì, hắn làm trượng phu, đều nên cùng đại mật mật gánh vác cùng nhau đối mặt nguy hiểm. Ngươi tới rồi. Đại mật mật thu liễm tính tình nóng nảy bày ra khi sụp đổ, lau đi nước mắt trên má, bình phục tâm tình hỏng bét, tối đa lấy tư thái ưu mỹ đối mặt Diệp Phong. Diệp Phong đi tới đại mật mật ghế ngồi phía sau, vươn ra mạnh mẽ hai tay, gắt gao bao lấy thân thể đẩy đà đại mật mật. Mật, có chuyện gì chúng ta có thể cùng nhau gánh vác, đừng một người khiên. Chịu trách nhiệm. Không có bất kỳ nhân mạch tài nguyên, cũng không có bất kỳ gia đình bối cảnh càng không có hơn người thực lực diệp phong như thế nào giúp nàng tất cả là lỗi của cô ấy nàng không muốn liên lụy diệp phong đại mật mật khó có thể mở miệng nói diệp phong chúng ta ly hôn đi bảy chữ nặng nề như búa hung hăng đập vào trong lòng diệp phong thiếu chút nữa không thở nổi tại sao tại sao phải một mình gánh vác chúng ta không phải vợ chồng sao anh không phải chồng em sao liên tiếp truy hỏi đại mật mật cố nén đau đớn lần nữa sụp đổ lạ chả rơi lệ nếu như còn có phương pháp khác nàng tuyệt đối sẽ không ra hạ sách này bởi vì không có ai yêu diệp phong hơn cô bởi vì ta không muốn liên lụy ngươi cô gái ngốc nghếch này đến bây giờ vẫn còn chăm sóc anh diệp phong đã trải qua quá nhiều đoạn tình cảm sớm đã không tin tưởng tình yêu nhưng mà ở trên người đại mật mật hắn lại tìm về tình yêu đích thực đã từng khát vọng. Tổng cộng nợ hơn 300 triệu, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Thúc thủ hết cách, đầu đột nhiên một trận đau nhức. Rồi sau đó, một đoạn đến từ kiếp trước ký ức nhanh chóng vọt vào. Trong phút chốc, hắn hiểu được kiếp trước kiếp này của mình. Sau khi hồi phục trí nhớ, trong đầu truyền đến một tiếng thanh vang. Đinh Đại giải trí hệ thống thành công kích hoạt. Ký chủ trước mắt có hai lựa chọn. Lựa chọn cùng đại mật mật ly hôn, thưởng 370 triệu. Lựa chọn không ly hôn, khen thưởng ba thủ kim khúc, tu luyện tình yêu, thời gian nấu mưa, thể diện. 370 triệu là tổng số nợ của mật mật. Lựa chọn ly hôn tương đương với lời tạm biệt với tình yêu tuyệt vời này. Nếu không chọn ly hôn, biệt thự hiện tại trị giá 50 triệu. 50 triệu có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Đợi sau khi tu luyện tình yêu thời gian nấu mưa thể diện bùng nổ có thể dùng giá trị tiềm tàng của nó đổi lấy thời gian nợ nần thời gian mới là ưu tiên hàng đầu có được hệ thống hắn nhất định có thể xoay người ta lựa chọn không ly hôn chúc mừng ký chủ thu được tu luyện tình yêu thời gian nấu mưa thể diện ba thủ kim khúc quyền sở hữu bởi vì ký chủ thủ vững tình yêu cảm thiên động địa hệ thống quyết định ngoài định mức khen thưởng ký chủ một bộ tự nhiên chi âm cổ hồng vô luận chủ nhà hát cái gì đều sẽ vạn lần êm tai bảy a quả nhiên là bảy may mắn không lựa chọn ly hôn nếu không sẽ bỏ lỡ cổ họng tâm thanh của tự nhiên mật em tin anh không đại mật mật nhướng mày chẳng lẽ diệp phong còn chưa từ bỏ ý định sao chẳng lẽ hắn thật sự có năng lực giúp ta chia sẻ khoản nợ này sao ngươi muốn giúp ta trả món nợ này diệp phong tràn đầy tự tin nói đúng vậy. Đại mật mật đầy bụng nghi hoặc. Ngươi một người bình thường, như thế nào giúp ta trả hết hơn 300 triệu nợ nần? Diệp Phong nói thẳng. Ta viết ba bài hát, cái này ba bài hát có thể đại bán. Đại mật mật hơi kinh ngạc. Anh viết ba bài hát. Ngữ văn không phải khắc tinh của anh sao? Anh không phải ngủ âm không được đầy đủ sao? Diệp Phong thẳng thắn nói. Vậy đều là lừa ngươi, ta ca hát rất hay. Đại mật mật bán tính bán nghi. Vậy em hát hai câu nghe thử xem. Quỳ cầu hoa tươi, quỳ cầu phiếu đánh giá. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 2. Ta có thể kiếm tiền, quỳ cầu hoa tươi phiếu phiếu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Khủ khủ hắn giọng một cái, Diệp Phong lập tức hát vang phần điệp khúc, tu luyện tình yêu. Tu luyện tình yêu vui buồn, những nỗ lực này của chúng ta không đơn giản. Hạnh phúc luyện thành nước mắt, là một loại dũng cảm. Ảo tưởng mấy năm trước, tha thứ mấy năm sau, vì một khuôn mặt mà dưỡng thương. Đừng nói nhớ tôi, tôi sẽ không chịu nổi như vậy. Đôi mắt đẹp của mật mật trừng lớn, miệng đường hoàng, vẻ mặt không thể tin. Cái này đây là diệp phong mà cô biết sao? thanh âm này cũng quá dễ nghe đi. tự như thiên nhiên a. À. trời ạ. À. ông xã, thật sự là anh hát sao? anh sẽ không lắp loa nhỏ trên người chứ? đại mật mật đối với diệp phong toàn thân trên dưới một trận tìm tòi, muốn tìm ra diệp phong gian lận thần khí. diệp phong gắt gao ông eo thon nhỏ của nàng, đem thân thể mềm mại của nàng ông vào trong ngực, thấp giọng nói. không có gian lận là ta hát. Đại mật mật đầu tiên là trong lòng một trận ngọt ngào, sau đó ý sùng bái nhịn không được toát ra. Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Diệp Phong nhếch môi lên, trêu chọc nói. Nam nhân của ngươi khi nào thì không lợi hại? Đại mật mật vẫn cho rằng, Diệp Phong chỉ thể hiện mị lực giống đực của mình là tự tin nhất. Không ngờ ở phương diện ca hát cũng tự tin như vậy. Sĩ biệt ba ngày, nhìn với cặp mắt khác xưa a. À? bài hát vừa rồi là anh viết bài hát diệp phong vừa hát rất xa lạ nàng có danh xưng hoa ngữ kim khúc khố nghe cũng chưa từng nghe qua diệp phong thừa nhận đúng vậy ca khúc gọi là tu luyện tình yêu tu luyện tình yêu cái tên nghe rất hay là về tình yêu của chúng ta sao diệp phong có một phần tình cảm ở bên trong đại mật mật vui mừng nhướng mày những người thân cận với cô nhất đều nói cô nuôi một tiểu bạch kiểm một chút cũng không đáng giờ khắc này cô chỉ muốn nói rất đáng giá đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất mà cô từng đưa ra trong đời nàng thắng tê dại ông xã thật tuyệt vời yêu em yêu em yêu em đại mật mật không ngừng hôn lên gương mặt tuấn tú của diệp phong không che giấu được vui sướng trong lòng Diệp Phong cảm thấy mỹ mãn mà ông chặt nàng. Hiện tại tin tưởng ta đi. Đại mật mật gà con gật đầu. Tin. Nghĩ lại, lại có chút không xác định. Nhưng là ba ca khúc dù nóng bỏng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy a. À. Diệp Phong đem kế hoạch của mình thuộc như lòng bàn tay nói ra. Biệt thự này của chúng tôi trị giá 50 triệu, nếu chủ nợ đến đòi nợ, trước tiên bán nhà trả một phần nợ. Sau đó chờ sau khi ba ca khúc nổi tiếng toàn mạng, ông chủ có tầm nhìn xa sẽ thấy giá trị tương lai của ba ca khúc này. Đại mật mật vẫn lo lắng như cũ. Nhưng kéo dài không phải biện pháp, phải tính lãi, sau khi ba bài hát không có giá trị, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Phong nói trúng tim đen. Tôi có thể sáng tác ra ba bài hát hot trên mạng, tôi có thể sáng tác ra nhiều bài hát hot hơn, Ông chủ có tầm nhìn xa sẽ nhìn thấy tài năng của tôi hơn là lợi ích được mất trước mắt." Đại Mật mật truy vấn: "Nếu như những ông chủ kia đều là hạng mục tầm nhìn hạn hẹp thì sao?" Diệp Phong ung dung đáp lại: "Vậy cũng không sao, bởi vì tôi còn có thể dùng biện pháp khác để kiếm tiền." Đại Mật mật rất tò mò: "Ví dụ như?" Diệp Phong thốt ra: "Tỷ như sáng tác kịch bản, quay phim điện ảnh cùng phim truyền hình." đại mật mật trận mắt há hốc mồm. Anh còn biết sáng tác kịch bản. Anh còn biết đóng phim điện ảnh và phim truyền hình. Diệp Phong gật đầu. Đúng vậy. Mi tâm đại mật mật nhô lên, trăm mối vẫn không có cách giải. Vậy tại sao lúc trước ngươi không giúp ta? Truyền thông gia thế của cô chính là sáng tác điện ảnh và truyền hình. Là chồng của cô, Diệp Phong lại thấy chết mà không cứu. Diệp Phong tỏ vẻ vô tội tôi cũng không biết anh đang làm gì chuyện thành lập công ty tôi một chút cũng không biết anh vẫn cho rằng em bận quay phim bận rộn tham gia chương trình giải trí sau đó anh ở nhà chơi mỗi ngày chơi đây là lời hứa lúc trước em cho anh chuyện trong công việc cô quả thật không cho diệp phong biết giới giải trí quá hỗn loạn nàng không muốn diệp phong bị những chuyện này quấy nhiễu cô chỉ muốn nuôi diệp phong để diệp phong trải qua cuộc sống vô ưu vô lự đương nhiên nàng cũng có tư tâm đó chính là diệp phong quá đẹp trai cùng cô lăn lộn trong giới giải trí cô bảo đảm diệp phong sẽ ngoại tình đại mật mật ngươi nói những thứ này đều là năng lực thật sự của ngươi diệp phong chém đinh chặt sắt nói ngươi không tin ta hiện tại liền có thể sáng tác một cái kịch bản cho ngươi bài hát êm tai hát nói liền hát đại mật mật tin tưởng diệp phong có năng lực này bây giờ đã sơn cùng thủy tận nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào người mình chưa bao giờ cân nhắc qua này chúng ta sẽ làm gì đầu tiên dịp phong tìm công ty môi giới đánh giá nhà ở bởi vì cái gọi là có tiền có thể khiến quỹ đẩy cối xây bước đầu tiên khẳng định phải để cho trong tay có vốn lưu động đại mật mật cho rằng bước này là chính xác chợt gọi điện thoại cho người đại diện để cho người đại diện đi xử lý chuyện này nhận điện thoại người đại diện câu đầu tiên coi như khách khí. Alo, chị Mật, có chuyện gì? Đại Mật Mật đi thẳng vào vấn đề. Liên hệ với công ty môi giới bất động sản, bảo họ phái người tới đánh giá nhà của tôi một chút. Người đại diện Nguyễn Chuyển nói. Chị Mật, ngại quá, tôi đã nghỉ việc rồi, chị nên tìm người khác đi. Nghe vậy, Đại Mật Mật nổi giận. Anh nghỉ việc. Anh cư nhiên nghỉ việc ở thời điểm sự nghiệp của tôi xuống dốc nhất có người làm người như anh sao lúc trước người đại diện này chẳng qua chỉ là một sinh viên thực tập của công ty quản lý nếu không là cô chọn cô người đại diện này có thể còn lăn lộn ở tầng dưới chót hoặc là bị ép đổi nghề mấy năm nay cô không thẹn với lương tâm đối với người đại diện này vẫn rất tốt bất cứ điều gì tốt đẹp đều được chia sẻ với nó ngay cả tiền lương cũng là mức cao nhất trong ngành cô không biết người đại diện này có cái gì không thỏa mãn một chút lòng biết ơn cũng không có là người đại diện thân cận nhất bên cạnh đại mật mật người khác có thể không biết hiệp nghị đánh bạc của đại mật mật cô rất rõ ràng hơn nữa tình huống trước mắt của đại mật mật nàng hoàn toàn hiểu rõ những người trong giới có thể cho cô vay tiền đều cho mượn đại mật mật đã cùng đường mạt lộ thật sự không cách nào lấp đầy khoản nợ này thay vì cùng đại mật mật tiêu hao còn không bằng sớm một chút tìm ra đường chị mật em cũng muốn nuôi sống gia đình mà. Ta mỗi tháng thế chấp đều muốn hơn một vạn khối, mỗi ngày mở mắt ra nhất định phải hơn 500 khối đến sổ sách, cho nên thật xin lỗi. Thật sự là hạng người thiển cận. Đại mật mật lười nói nhảm với cô, trực tiếp cúp điện thoại. Quỳ cầu hoa tươi, quỳ cầu phiếu đánh giá. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 3 Phòng thu âm viết bài hát, kỹ kinh tứ tọa, quỳ cầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Diệp Phong lại đây xoa xoa huyệt thái dương của nàng, an ủi nói. Chuyện nhỏ một cọc, đừng để ở trong lòng, ta sẽ làm cho nàng cầu xin tới tìm ngươi. Đại mật mật trong lòng ấm áp, nghĩ lại, vẫn không muốn ghê tẩm chính mình. Ta không muốn gặp lại tên vong ân phụ nghĩa kia. Diệp Phong. Được rồi, vậy tôi đi liên hệ với công ty môi giới. Đại Mật Mật xin lỗi nói. Làm phiền anh rồi. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai nàng. Giữa vợ chồng khách khí cái gì? Mặc dù là trong lúc vô ý một câu nói, nhưng là đủ để cho Đại Mật Mật phá phòng. Lệ nóng doanh trồng, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cô đứng dậy, rời khỏi ghế ngồi, ông chặt lấy Diệp Phong. Diệp Phong, cảm ơn anh cảm ơn anh đã không rời bỏ em trong lúc em buồn nhất tuyệt vọng nhất diệp phong vừa vuốt ve mái tóc của nàng vừa ôn nhu trấn an ngươi cưng chiều ta thành thịt trong lòng ta sao có thể vứt bỏ ngươi những lời nói dịu dàng như thiên thần sưởi ấm trái tim bị tổn thương của cô và mật ong lớn khóc nhiều hơn khóc như mưa tôi luôn nghĩ rằng không thể tìm thấy hạnh phúc và bây giờ cuối cùng tôi chắc chắn rằng nó đã được tìm thấy nhà đầu ngốc Diệp Phong ở bên tai thấp giọng hừ nhẹ một câu. Đại mật mật ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại, đem hai cái môi ôn nhuận dán lên. Diệp Phong đầu tiên là ngẩng ra, sau đó chậm rãi thích ứng. Nụ hôn nồng nhiệt qua đi, Diệp Phong lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại đi. Trước khi gọi điện thoại, anh dặn dò. Vứt thuốc ngủ trên bàn đi, không được nghĩ lại. Đại mật mật ngơ ngẩn, không nghĩ tới Diệp Phong cẩn thận như vậy thuốc ngủ của cô giấu ở một góc rất không đáng chú ý một số vật dụng cần được di chuyển để khám phá người không quan tâm đến cô căn bản sẽ không chú ý đến những nơi này bởi vậy có thể thấy được diệp phong có bao nhiêu yêu nàng vốn định cùng diệp phong ký xong thỏa thuận ly hôn liền dùng thuốc ngủ tự sát hôm nay xem ra không cần dùng tới cầm lấy thuốc ngủ lại từ trong ngăn kéo lấy ra đơn ly hôn cô ném toàn bộ vào thùng rác sau khi liên lạc qua điện thoại, người môi giới bất động sản nhanh chóng đi tới tiểu khu biệt thự. Bởi vì khu vực rất tốt, bảo dưỡng cũng không tệ, không bao lâu liền đưa ra đánh giá giá trị. Như dịp phong phỏng chừng như vậy, có thể treo biển hành nghề khoảng 50 triệu. Toàn bộ quá trình đều là hắn ra mặt thương lượng. Là nhân vật đầu sóng ngọn gió của công chúng, mật mật được hắn bảo vệ rất khá. Điều thứ nhất hoàn thành, đến điều thứ hai. Việc thứ hai là đến phòng thu âm thu âm. Ở đế đô thu một bài hát đại khái khoảng một ngàn đồng. Mấy năm nay hắn tiết kiệm được một ít tiền đủ để đối phó. Ở nhà chờ tôi, tôi đi một chút sẽ về. Đại mật mật mềm mại như một cô vợ nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời. Từ anh làm cơm xong chờ em trở về. Diệp Phong vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi còn biết nấu cơm? Từ trước đến nay đều là hắn nấu cơm hoặc là ăn đồ ăn bên ngoài. Đại Mật Mật chưa từng xuống bếp. Đại Mật Mật thản nhiên cười, nói: "Chiên thịt bò bít tết làm bữa cơm tây đơn giản vẫn có thể. Quả thật không có hàm lượng kỹ thuật gì." Diệp Phong không hề hỏi tới. "Được rồi, ta đây liền chờ tay nghề tốt của ngươi." Đi thông thả. Ở trên mặt Diệp Phong ba một chút, Đại Mật Mật đứng ở cửa nhà, đưa mắt nhìn Diệp Phong rời đi lái xe đại mật mật mua cho hắn paramela dịp phong thẳng đến đế đô nổi tiếng thiên duyệt phòng thu âm mà đi quá trình bàn giao diễn ra suôn sẻ sau khi đến phiên hắn dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác hắn từng bước một bước vào phòng thu âm bản nhạc và lời bài hát được giao cho người thu âm tiếp nhận khúc phổ cùng ca từ vốn tưởng rằng là ba ca khúc hát lại không nghĩ tới là ba ca khúc nguyên gốc người thu âm luôn luôn thờ ơ không khỏi nghiêm túc nhìn khách hàng trong phòng thu âm một chút, lại nhìn khúc phổ cùng ca từ trên tay một chút, rất khó tưởng tượng ba ca khúc trình độ cao này xuất phát từ tay một tiểu bạch kiểm. Trong ấn tượng của họ, một người trẻ tuổi tuyệt đối không thể một mình sáng tác ra ba ca khúc thịnh hành rất có khả năng hot trên mạng. Thầy Trương, thầy thấy thế nào? Một người ghi âm trẻ tuổi tò mò hỏi. Trương Thiên Bách. Nếu như tiếng hát êm tai, kỹ xảo ca hát thuần thục, người này ngày sau tất hỏa. Hay là chúng ta ký hợp đồng với hắn? Trương Thiên Bách. Quả thật có thể lôi kéo một chút. Vậy chúng ta thu âm trước, xem biểu hiện của hắn thế nào. Trương Thiên Bách. Ok. Đeo tai nghe lên, điều chỉnh thử thiết bị, chuẩn bị tốt nhạc đệm cùng ca từ sau, bọn họ ở ngoài cửa sổ đánh một cái, ok, thủ thế, ý bảo phòng thu âm bên trong Diệp Phong có thể ca hát. Hắn giọng, Diệp Phong thâm tình ca hát, tình yêu tu luyện dựa vào cái gì phải thất vọng giấu nước mắt đến trái tim diệp phong vừa mở miệng hai gã thâm niên ghi âm sư liền cả người nổi da gà điều này hoàn toàn ngoài dự đoán của bọn họ bọn họ còn tưởng rằng diệp phong là một người chơi nghiệp dư thu mấy bài hát chơi đùa mà thôi không biết âm sắc nhất tuyệt kỹ thuật hát cũng hoàn mỹ người thu âm trẻ tuổi cố nén sự khiếp sợ trong lòng hỏi thầy trương thầy có ấn tượng gì với anh ta không trương thiên bách kiến thức rộng rãi lắc đầu thận trọng đáp lại không biết chưa từng thấy người thu âm trẻ tuổi truy hỏi anh ta có phải là ca sĩ mới nổi hay ca sĩ internet không trương thiên bách đưa ra ý kiến của mình khẳng định không phải ca sĩ mới nổi ca sĩ internet thì có thể nhưng ca sĩ internet bình thường đều có thiết bị ghi âm chuyên nghiệp anh ấy tới chỗ chúng tôi thu âm có chút không thể nào nói nổi người thu âm trẻ tuổi cứng họng. Vậy anh ta thật sự là một người mới. Trương Thiên Bách vuốt cầm, trầm tư một lát nói. Rất có thể là sinh viên nhạc viện. Người ghi âm trẻ tuổi rốt cuộc không che giấu được hưng phấn trong lòng. Ta đi, đẹp trai như vậy, tiếng hát còn dễ nghe như vậy, kỹ xảo cũng đáng đo vừa đúng, nhất định sẽ nổi tiếng A. Trương Thiên Bách mắt sáng như đuốc, gật đầu tán thành. Hắn quả thật rất có tiềm lực nếu thiên duyệt âm nhạc bắt được hắn, năm năm tới danh lợi song thu. Người thu âm trẻ tuổi vui mừng nhướng mày. Vậy chúng ta thu âm bài hát cho tốt, sau đó lại nhõng nhẽo cứng rắn, bắt hắn lại. Trương Thiên Bách Ok Quỳ cầu hoa tươi, quỳ cầu phiếu đánh giá. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 chương 4 Cự tuyệt ký kết, đi con đường của mình, quỳ cầu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Diệp Phong vẫn đắm chìm trong tiếng hát của mình, không thể tự thoát ra được Cho đến khi thu âm xong ba bài hát, anh mới chậm rãi mở mắt, bình phục cảm xúc Ngoài cửa sổ, hai chuyên gia thu âm ra hiệu, ok, tỏ vẻ đã ghi âm xong Diệp Phong trong lòng hơi kinh ngạc không ngờ lần đầu tiên thu âm đã qua. Cảm giác này rất đáng nghiền. Mở micro, anh mở miệng hỏi ý kiến. "Thầy, có thể mở ra nghe một chút không?" Trương Thiên Bách lập tức đem ba ca khúc đã thu âm phát cho Diệp Phong nghe. Diệp Phong nhắm mắt lại, lặng lặng thưởng thức trong phòng thu âm. Từng câu ca từ không ngừng vang lên bên tai. Từng âm phù không ngừng nhảy nhót trong lòng. Nói tóm lại, điểm tối đa. So với ca khúc gốc của thế giới song song còn dễ nghe hơn tháo tai nghe xuống anh rời khỏi phòng thu âm bảo hai giáo viên chép ba bài hát lên usb của anh hai người ghi âm biểu hiện cực kỳ chậm chạp trương thiên bách vương tây lão luyện tan thương hữu lực ra vỗ vỗ bả vai hắn ăn miếng trả miếng nói ai nha tiểu tử có muốn lửa hay không a à? người thu âm trẻ tuổi cũng đang dụ dỗ gia nhập với chúng tôi giữ cho anh kiếm được đầy bồn đầy bát a à, thì ra là muốn lôi kéo hắn Diệp Phong biết rõ tiềm lực tương lai của mình. Có giọng hát bực này, muốn không nổi tiếng cũng khó. Ký một công ty để nhạc, không chỉ có thu nhập bị lột một lớp da, còn có công tác cường độ cao, đánh chết hắn cũng không làm. Hai vị hảo ý ta xin nhận. Tôi không muốn tham gia vào bất cứ sự phát triển nào của công ty. Trương Thiên Bách nhíu chặt mày, cảm giác có chút khó xử. Thật sự không suy nghĩ một chút sao? âm nhạc thiên duyệt chúng ta là một trong 10 công ty để nhạc lớn của Long Quốc, tiếng tâm lừng lẫy, dưới trướng ấp trứng không ít ca sĩ đại danh đỉnh đỉnh. Diệp Phong thẳng thắn nói. Trước khi đến ta liền rõ ràng thiên duyệt âm nhạc thực lực, đối với ta mà nói, ta muốn chính là cá nhân tự do cùng lợi ích tối đa hóa, mà không phải bị tư bản bóc lột lại bóc lột. Trương Thiên Bách lấy lùi làm tiếng. Nhưng không có vốn, cậu rất khó đứng lên. Diệp Phong ung dung phản bác. Hiện tại không phải trước kia, ở thời đại internet, chỉ cần có đủ nhiều fan vẫn có thể đứng lên. Tiểu tử này thật thông minh a. À? Lại không ăn bộ này. Trương Thiên Bách tự như mất đi 500 vạn, đau lòng vô cùng. Thật không cân nhắc một chút. Diệp Phong nhìn nhìn ngoài cửa sổ xanh thẳm bầu trời, cười cười nói: "Ta truy cầu chính là tinh thần đại hải, mà không phải chính là quá ức thu nhập." Đó là một người trẻ tuổi có ước mơ có hoài bảo, có chí hướng lớn lao, rất khó lôi kéo. Ngươi chỉ có thể cho hắn tự do, nếu không lưỡng bại câu thương, hoặc là chỉ có chính ngươi bị thương. Trương Thiên Bách buồn bực giải thích. Được rồi, chúc cậu thành công. Thầy Trương. Người thu âm trẻ tuổi bên cạnh còn muốn tranh thủ một chút. Nhưng bị Trương Thiên Bách cắt ngang. Ngươi giam được một kim phượng hoàng có hoài bảo lớn sao? Người thu âm trẻ không nói nên lời bắt buộc một người phải chịu trách nhiệm pháp lý. Xã hội pháp trị cộng thêm thời đại internet, rất khó lợi dụng thủ đoạn và tài nguyên đe dọa người sáng tác như trước đây. Nhanh chóng sao chép ba bài hát lên USB của Diệp Phong, Trương Thiên Bách gửi lời chúc chân thành. Chúc anh nổi tiếng sau một đêm, thực hiện lý tưởng và khát vọng trong lòng. Diệp Phong lễ phép đáp lại. Cảm ơn. Rồi sau đó cầm USB, sải bước trời đi nhìn bóng lưng Diệp Phong đi xa, trái tim Trương Thiên Bách vẫn mơ hồ đau đớn. Đây là một miếng bánh ngọt lợi ích A. À. Lợi dụng tốt, mình có thể danh lợi song thu, trong giới âm nhạc cũng có thể có một vị trí. Thấy Trương Thiên Bách thật lâu không thể tiêu tan, người thu âm trẻ tuổi dân lên kế gian trá. Thầy Trương, không bằng chúng ta tuyên bố ba ca khúc này trước đi. Trương Thiên Bách vỗ vào trán hắn một cái, quát lớn. Đồ chết tiệt, ba bài hát là hắn hát, truy cứu, chúng ta không có phần thắng. Người thu âm trẻ tuổi ông cái ót đau đớn, vẻ mặt ủy khuất. Chúng ta có thể để ca sĩ của công ty thu âm lại một lần nữa. Cậu không biết có camera giám sát sao? Cho dù camera và ghi chép trên máy tính bị xóa đi, người ta cũng có bản sao lưu và sơ thảo, nếu thật sự kiện ra tòa, phần thắng của chúng ta bằng không. Người thu âm trẻ tuổi hoàn toàn câm miệng, không dám có ý nghĩ này nữa lái xe về đến nhà diệp phong lập tức đem ba ca khúc truyền đến các đại âm nhạc trên nền tảng chờ đợi nhiệt độ lên đã làm xong cơm đại mật mật tiến vào gian phòng đi tới phía sau hắn tò mò hỏi thu được thế nào diệp phong tin tưởng mười phần hỏa bạo toàn võng hẳn là không có vấn đề tự tin như vậy đại mật mật ngược lại muốn biết kết quả mở cho ta nghe một chút diệp phong mở nhạc lên mở nhạc không tổn hao gì cho đại mật mật nghe đeo tai nghe lên đại mật mật cẩn thận lắng nghe bài hát đầu tiên tu luyện tình yêu giống như diệp phong hát trước khi xuất phát dễ nghe êm tai tâm tình sung mãn bài hát thứ hai thời gian nấu mưa hát ra một loại cảm giác mất mát tâm tình sa sút bài hát thứ ba thể diện chạm đến điểm rơi lệ có loại cảnh tượng chia tay tê tâm liệt phế hiện lên trước mắt ông xã thật sự là anh hát hảo nghe à cô ấy không thể tin được vô luận là tình ca bi thương hay là tình ca chia tay diệp phong đều đắn đo đúng chỗ hát ra tình cảm muốn biểu đạt trong lời bài hát diệp phong tò mò có bao nhiêu dễ nghe đại mật mật chỉ chỉ nước mắt trên mặt em khóc rồi đồ ngốc diệp phong sờ sờ đầu nhỏ của nàng cưng chiều nói đại mật mật tháo tai nghe xuống lập tức nhào vào trong lòng diệp phong oán giận nói em hát hay quá sao không nói cho anh biết sớm hơn sớm nói cho ta biết ngươi có thể trở thành siêu sao thiên vương rồi diệp phong một bên vuốt ve đại mật mật trên lưng mềm mại mái tóc một bên nói có ngươi nuôi làm cái gì thiên vương siêu sao a à? đại mật mật cậu không muốn nổi tiếng sao diệp phong nổi danh bất quá là vì tiền nếu ta cơm no áo ấm vì sao phải nổi danh đại mật mật ôm chặt hơn. Chưa bao giờ nghĩ tới, Diệp Phong sẽ không cần danh lợi, mà cùng nàng dính cùng một chỗ. Ngươi là vàng, không nên bị chôn vùi. Diệp Phong cảm giác thân thể rất mềm, mềm đến sắp hòa tan rồi. Mật mật, chúng ta xin em bé đi. Đại mật mật trong lòng sửng sốt, không rõ ý của Diệp Phong. À, xin em bé. Diệp Phong thân thể ấm lên, vẻ mặt không có hảo ý, không sai đại mật mật chớp đôi mắt to, trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Sinh như thế nào? Ví dụ như Diệp Phong nâng đầu cô lên, hôn lên. Quỳ cầu hoa tươi, quỳ cầu phiếu đánh giá. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 5. Đến từ Lưu Thi Thi Chấn Kinh, quỳ cầu hoa tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đại chiến một đêm. Ngày hôm sau, Diệp Phong từ bên giường trên bạn lấy tới điện thoại di động, xem xét ba bài hát truyền lên một đêm kết quả. Khóc chó âm nhạc, chim cánh cục âm nhạc, internet ức mây âm nhạc, khóc tôi âm nhạc các loại nền tảng âm nhạc, đều có lượng phát và lượng mua không tệ. Nhưng không nóng bỏng như trong tưởng tượng. Có thể cần một thời gian nhất định để lên men bất cứ nền tảng âm nhạc nào cũng không thể lãng phí tài nguyên vào ca khúc gốc không phải là đại lý của nền tảng này mà lượng đề cử không lớn người có thể nhìn thấy tự nhiên ít về phương diện đấu âm nhiệt độ khá thấp ba ca khúc cũng không truyền khắp nơi toàn dân ca ca hát lại số lượng không ít nhưng vẫn không đứng đầu tổng hợp số liệu các nền tảng mà xem ba ca khúc muốn ho toàn mạng tối thiểu phải mất một tuần đây là kết quả của việc không có lực lượng vốn hoạt động chỉ bằng vào thực lực cá nhân chỉ có thể dựa vào thời gian đi tăng lên danh tiếng bất quá là vàng luôn luôn phát sáng tiền có thể kiếm được nhất định có thể kiếm được cảm nhận được người bên gối đang đồng đại mật mật ghé vào trên người diệp phong hơi mở mắt nhìn tình huống một chút phát hiện diệp phong đang nhìn điện thoại di động không khỏi tò mò lười biến hỏi đang nhìn cái gì diệp phong giật mình một chút sau đó đáp lại số liệu của các nền tảng âm nhạc đại mật mật hiểu ngay kết quả thế nào diệp phong thở dài nói giai đoạn ấp trứng đại mật mật trợn tròn mắt vô cùng không hiểu giai đoạn ấp trứng ca khúc dễ nghe như vậy mà không qua một đêm lại nổi tiếng diệp phong chậm rãi giải thích thời gian ngắn như vậy có bao nhiêu người biết a à? đại mật mật không thể chịu đựng được quá trình giày vò này không bằng tôi giúp anh đi dùng danh tiếng đi đổi lấy lưu lượng tác phẩm có thể tạo ra hiệu quả làm ít công to diệp phong ngươi hiện tại nơi đầu sóng ngọn gió phan rất không ít như thế nào giúp ta đại mật mật em có thể nhờ bạn tốt trong giới giúp anh mà diệp phong bọn họ còn nguyện ý giúp ngươi đại mật mật đánh vài chữ trên khăn quàng cổ, nói vài câu, hẳn là không khó chứ. Hơn nữa ngươi là ca tướng thực lực, bọn họ nghe xong, nhất định sẽ phát ra từ nội tâm muốn giúp ngươi. Thời gian một tuần quả thật hơi dài. Diệp Phong cảm thấy phương pháp này không hẳn không thể. Được rồi. Tôi sẽ gửi tin nhắn cho họ ngay bây giờ. Đại mật mật di chuyển thân thể, muốn lấy điện thoại di động. Diệp Phong cảm giác lòng ngực lạnh lẽo, lập tức ôm chặt nàng đừng đi. Khuôn mặt đại mật mật đỏ ứng. Anh muốn làm gì? Diệp Phong nghiêm trang nói. Lạnh. Đại mật mật thẹn thùng phun tào. Anh yếu đuối như vậy sao? Diệp Phong phối hợp diễn xuất. Không có biện pháp, vất vả quá độ, có chút hư. Đại mật mật. Em cũng không oán giận, anh ở chỗ này chiếm tiện nghi còn khoe mẻ. Diệp Phong cười hắc hắc. Hắc hắc chính là muốn chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Triền miên một hồi, đại mật mật gõ bàn phím điện thoại di động, phát uy tín cho Lưu Sư Sư, Đường Yên, Hồ Qua, Hoàng Tiểu Minh, Hoắc Kiện Hoa, Vương Lạc Đan, Viên Hoành, Phùng Thiếu Phong, Đặng Thao. Trước mắt tương đối nổi tiếng chỉ có mấy người bọn họ. Dựa vào lượng fan của bọn họ, ba ca khúc sáng tác của ông xã có thể nhanh chóng học toàn mạng. Sáng sớm đã nhận được uy tín của Dương Mật, mấy vị hảo hữu không ai không sợ hãi ai cũng biết dương mật thiếu nợ lớn thanh danh cũng bị ảnh hưởng rất khó xoay người tiền bọn họ cho mượn rất có khả năng không thu lại được giao tình nhiều năm như vậy chút tiền ấy không còn bọn họ cũng nhận chỉ mong dương mật không quấy rầy bọn họ nữa nhưng không quá vài ngày dương mật lại gửi uy chát tới vậy phải làm sao bây giờ bí mật thương thảo một hồi bọn họ nhất trí không trả lời một giờ trôi qua, uy tín phát ra một cái cũng không trả lời, đại mật mật vừa phẫn nộ, lại sụp đổ. Đám người này, bình thường coi cậu là bạn tốt, thời khắc máu chốt không để ý tới cậu. Diệp Phong nhìn đồng hồ, mới 10 giờ. Bọn họ có lẽ đang ngủ. Những ngôi sao nổi tiếng thường rất vất vả. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bọn họ đại đa số tình huống đảo ngược lại với người bình thường. Đại mật mật. Những người khác không rõ, nhưng lưu sư sư và đường yên tuyệt đối không thể diệp phong tò mò vì sao đại mật mật bởi vì bất kể quay phim hay không họ đều phải biết tin tức mới nhất trên điện thoại diệp phong đây là thói quen sinh hoạt của các nàng đại mật mật sự nghiệp của họ đang trong giai đoạn thăng tiến mà nữ minh tinh tốt nhất chỉ có vài năm cho nên trong khoảng thời gian này bất cứ cơ hội làm việc nào họ cũng không muốn bỏ qua dịp phong mau dừng lại nói cách khác các nàng đang cố ý trốn tránh ngươi đại mật mật thập phần chắc chắn một trăm phần trăm dịp phong thở dài nói chúng ta vẫn là dựa vào chính mình đi chỉ là thời gian dài một chút mà thôi đại mật mật không thể mất mặt hơn nữa trong mắt nàng đây vốn là một chuyện nhỏ chỉ cần bạn tốt trong giới hiểu rõ nhất định sẽ hỗ trợ không được nhất định phải để cho bọn họ xuất một phần lực. Dứt lời, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi. Điện thoại di động rung lên, Lưu Sư Sư đang nghỉ ngơi ở đoàn làm phim vốn không muốn nghe điện thoại, cuối cùng vẫn mềm lòng. Giao tình nhiều năm, tỉ mụi tình thâm, cho dù dương mật nghèo rất mùng tơi, nàng cũng không cách nào làm như không thấy. Này, chị Mật, gọi điện thoại cho em làm gì? Câu nói đầu tiên của Đại Mật Mật chính là hưng sư vấn tội vì sao không trả lời uy tín của ta lưu sư sư tìm một lý do đường hoàng vừa rồi tôi đang quay phim không thấy đại mật mật trực tiếp vạch trần bộ mặt giả dối của cô đừng giả bộ nữa tôi còn không biết trạng thái công việc hiện tại của cô sao đều là người từng trải quả thật không thể lừa gạt dương mật lưu sư sư mở rộng cửa lòng hỏi cho nên ngươi tìm ta có chuyện gì đại mật mật bị tức điên lên ngươi ngay cả uy tín cũng không xem. Lưu sư sư ăn ngay nói thật, không dám nhìn. Đại mật khí đến nổ tung. Đây là chị em tốt gì a? À? Phòng nàng giống như phòng trộm. Cô chỉ mượn một ít tiền mà thôi. Không muốn truy cứu nữa, chính sự quan trọng hơn. Đại mật mật đi thẳng vào chủ đề. Giúp tôi một việc, giúp tôi quảng bá ba bài hát trên khăn quàng cổ vừa mới bắt đầu trái tim lưu sư sư khẩn trương đến tim đập thình thịch sau khi nghe được không phải vay tiền trong nháy mắt sau cơn mưa trời lại sáng tuyên truyền ba bài hát cái này có ích lợi gì đại mật mật không che giấu nói tương lai ta sống hay chết phải dựa vào ba bài hát này lưu sư sư nhướng mày tò mò hỏi bài hát gì đáng giá như vậy ngươi nghe một chút sẽ biết đại mật mật gửi liên kết tới ba ca khúc gốc do chồng sáng tác nhấn thử nghe sắc mặt lưu sư sư dần dần biến hóa từ lúc mới bắt đầu ai cũng quan tâm đến biểu tình dần dần kinh ngạc cái này đây là bài hát gốc quá dễ nghe đi hình như là giọng nam bài hát của ai quỳ cầu hoa tươi quỳ cầu phiếu đánh giá thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung một trăm tặng năm trăm phiếu viết. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Chương 6 Trời không tuyệt đường người, quỳ cầu hoa tươi phiếu phiếu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đại mật mật không muốn bại lộ thân phận ông xã Anh không cần lo, giúp em tuyên truyền là được Lưu sư sư quan tâm hỏi Ngươi có thể lấy được mấy thành lợi nhuận A? Đại mật mật thốt ra. Toàn bộ lưu sư sư thất sắc toàn bộ tác giả không cần ba ca khúc này nữa đại mật mật không muốn nhiều lời cậu đừng hỏi nhiều như vậy giúp tôi tuyên truyền là được lưu sư sư tìm gốc trễ hỏi ngọn nguồn không đạt được mục đích không bỏ qua có phải hay không cái kia thần bí lão công đại mật mật nghe không nổi nữa mắng ai rút đầu rùa đen đây hắn chưa từng vứt bỏ ta chiêu thả con tép bắt con tôm này quả nhiên hữu dụng. Lưu sư đại lắp bắp kinh hải. Chồng em hát đấy. Quy quy của ta, cái này cũng quá trâu bò đi. Tiếng hát của hắn tự như thiên nhiên. Thiên vương siêu sao cũng không hay bằng hắn hát. Đại mật mật phủ nhận. Em chưa từng nói là chồng em hát. Lưu sư sư một mực chắc chắn. Ngươi cũng đừng giả bộ, lời nói dối của ngươi không lừa được ta, bạn thân này cũng tuyệt chuyện nhận định nếu như ngươi không thừa nhận nàng sẽ không dứt chuyện này sớm muộn ai cũng biết không có gì phải che giấu hãy tiết lộ một chút trong nhóm bạn bè đại mật mật là anh ấy hát thì sao lưu sư sư bị đã kích liên tiếp chất vấn hắn có tài như vậy vì sao ngươi đem hắn giấu đi có phải sợ chúng ta ăn hắn không đại mật mật vừa nói vừa nói các ngươi đều là một đám thủ thân như ngọc nhiều năm đói khát nữ minh tinh, ai không sợ hãi. Lưu sư sư điên cùng chăm chọc. Có ai làm chị em như em không? Chuyện tốt gì cũng không chia sẻ. Đại mật mật lớn tiếng phản bác. Còn nói tôi. Sao anh không trả lời uy tín của tôi? Không trả lời thì thôi, còn không xem. Lưu sư sư đúng lý hợp tình. Ta coi như tốt, ta nếu thật không để ý tới ngươi, tuyệt đối sẽ không nhận điện thoại của ngươi. Những lời này cũng không sai. Trong lòng Lưu Sư Sư còn bận tâm đến đoạn tình cảm tỉ muội này. Đại mật mật không muốn nói nữa, nói. Bớt nói nhảm đi, mau giúp tôi tuyên truyền ca khúc. Lưu Sư Sư trong lòng nảy sinh một ý niệm. Giúp cô tuyên truyền cũng được, nhưng tôi muốn làm quen với chồng cô. Đại mật mật bị dọa sợ, giống như nhím như vậy, dựng thẳng bụi gai, phòng ngự đứng lên. Ngươi thật đúng là đánh lão công của ta chú ý. Lưu sư sư phủ nhận, cũng có lý có cứ mà bác bỏ. Ta ngay cả bạn thân lão công cũng không biết, còn xứng làm bạn thân của ngươi sao? Đại mật mật nhìn không được cười lạnh. Lý do này của ngươi rất đường hoàng. Lưu sư sư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tóm lại coi ta là tỷ muội, để cho ta biết chồng ngươi, nếu không miễn bàn. Thật là một tỷ muội tốt a. À. Đại mật mật phục ngươi ngưu, chờ ta trả xong nợ nần, liền an bài một lần gặp mặt, tổng được chưa? Lưu sư sư cảm thấy mỹ mãn. Cái này còn kém không nhiều lắm. Đại mật mật dặn dò. Một mình ngươi lực lượng có hạn, giúp ta liên lạc với đường yên, hồ qua, hoắc kiện hoa bọn họ, lời ta nói bọn họ có thể không tin, ngươi ra mặt nói thì tốt hơn một chút. Lưu sư sư vui vẻ đáp ứng. Ok. Đợi đại mật mật cúp điện thoại, nằm ở đại mật mật bên người Diệp Phong đầy mặt xuân quan. Ngươi khuê mật vì sao đối với ta cảm thấy hứng thú như vậy a? À? Nhìn bộ dáng tham lam không đáy này, đại mật lẫm liệt như băng sương hỏi. Ngươi có phải hay không muốn tân hoang? Diệp Phong cầu xin muốn kéo đây. Ta cũng không có. Đại mật mật nghĩa chính từ nghiêm. Em cảnh cáo anh, không được có chủ ý với họ, nếu không chúng ta ly hôn. Diệp Phong an ủi nói. Yên tâm, ta tuyệt đối không có chủ ý với các nàng. Lời ngầm Nếu các cô ấy có chủ ý với tôi, vậy thì không có biện pháp. Bên kia, Lưu Sư Sư lập tức gửi tin nhắn trong nhóm hữu nghị cấp S. Cô chia sẻ ba bài hát gốc của chồng Dương Mật để mọi người nghe thử. Hồ Qua, Đường Yên, Hoác Kiện Hoa, Hoàng Tiểu Minh, Phùng Thiếu Phong, Vương Lạc Đan, Viên Hoành, Đặng Thao và các ngôi sao khác, không hẹn mà cùng click nghe thử. Không nghe không biết, vừa nghe đã bị dọa nhảy dựng. Ba bài hát gốc hoàn toàn bất ngờ. Không chỉ quanh có ba ngày, dư âm không dứt. Còn trầm bổng du dương, thiên hồi bách chiết. Phù hợp với sự theo đuổi của giới trẻ hiện nay. Tương lai tất hỏa. Mà một ca khúc hot toàn mạng, lợi nhuận có thể mang đến là lấy trăm triệu làm đơn vị đo lường. Nói cách khác, ba bài hát gốc này có thể mang lại hàng trăm triệu lợi nhuận lợi nhuận mấy trăm triệu có bao nhiêu khủng bố bọn họ quay phim nhiều năm như vậy có thể cũng không tiết kiệm được nhiều tiền như vậy hồ qua đè nén kinh ngạc trong lòng tò mò hỏi ba bài hát này là của ai đường yên cũng nghi hoặc để chúng ta nghe ba bài hát này làm gì lưu sư sư hỏi ngược lại các ngươi biết này ba thủ sáng tác ca khúc tác giả là ai sao cả nhóm nhất trí đáp lại không biết lưu sư sư đánh ra năm chữ dương mật lão công nghe vậy tất cả các ngôi sao nổi tiếng trong nhóm huyết sâu một hơi cho đến khi hôn nhân của dương mật bị phơi bày bọn họ mới biết được dương mật có một người chồng thần bí tư liệu về người bí ẩn này rất ít ở trên mạng gần như tra không thấy bọn họ vẫn rất tò mò nhưng lại không dám mở miệng hỏi dương mật sợ xấu hổ hoàng tiểu minh thật hay giả vương lạc đan giọng ông xã dương mật dễ nghe như vậy sao phùng thiếu phong hắn tương lai có trở thành thiên vương siêu sao tiềm chất a đường yên nói thật tôi chua rồi đông tiểu lệ chua đến không thể chua hơn này ba bài hát là nàng phát cho ta để cho ta tại trong nhóm chuyển phát cho các ngươi nghe đặng thao nghe ra ý ở ngoài lời cô ấy muốn dùng ba bài hát này để xoay người Lưu sư sư gật đầu. Rất có khả năng. Viên hoành chấn động. Đậu má, ta vốn tưởng rằng dương mật cùng đường, không nghĩ tới lại có ánh trạng đông mới. Hồ qua cảm khái muôn vàng. Cảm giác trời không tuyệt đường người A. Hoắc kiện hoa. Ta có một nghi vấn, một thủ hỏa bạo toàn võng lưu hành ca khúc muốn thu được hơn trăm triệu thu nhập, thời gian muốn kéo dài đến mấy tháng, thậm chí mấy năm, mà dương mật trước mắt tư không gán nợ, nàng rất khó chống đỡ đi. Đường Yên Không phải cô ấy nợ 70 triệu sao? Rất dễ trả. Viên Hoành Cô ấy bị tung tin tức lớn, nói thiếu công ty điện ảnh thượng địch 300 triệu. Vương Lạc đang bị dọa nhảy dựng lên. Ta đi, thật hay giả? Hoàng Tiểu Minh Tin tức vẫn còn trên mạng, không tin anh đi xem đi. Quỳ cầu hoa tươi, quỳ cầu phiếu đánh giá. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7. Ưu chất nhất ca sĩ, không có cái thứ hai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngôi sao không biết chuyện lên mạng tìm kiếm một phen, quả nhiên là như thế. Dương Mật hiện tại thiếu nợ lớn. Không có thủ đoạn đi hoàn trả, nàng sẽ bị mỗi ngày thúc giục nợ, bị các loại uy hiếp, thẳng đến sống không bằng chết. Đồng tiểu lệ Dương Mật bảo chúng ta giúp cô ấy thế nào? Đặng thao Sẽ không vay tiền chúng ta nữa chứ? Phùng Thiếu Phong Tuy rằng ba ca khúc này rất có giá trị, nhưng rất khó bảo đảm chồng cô ấy sau này cũng có thể sáng tác ra tác phẩm xuất sắc như vậy. Lưu Sư Sư Dương Mật không cho chúng tôi mượn tiền, cô ấy chỉ nhờ chúng tôi quảng bá ba bài hát trên tài khoản mạng xã hội của mình hồ qua khó có thể tin. Chỉ đơn giản như vậy. Lưu sư sư. Chỉ đơn giản như vậy. Hoắc kiện hoa. Tôi đi, cô ấy có thực lực, sao lại không cần chúng tôi mượn tiền cô ấy nữa? Viên hoành. Cô ấy cảm thấy mỗi một bài hát của chồng cô ấy đều có thể hót toàn mạng sao? Sư phụ lưu. Từ giọng hát, kỹ năng ca hát, trình độ soạn nhạc, trình độ viết lời của chồng cô ấy, có lẽ không có vấn đề gì cẩn thận suy nghĩ một chút, Vương Lạc đang cảm thấy Lưu Sư Sư nói có đạo lý. Quả thật, Dương Mật Lão công thanh âm quá hoàn mỹ, cơ hồ không thể bắt bẻ. Đường Yên đồng ý, ta cảm giác tự như thiên nhiên, so với thiên vương siêu sao hát còn hay hơn. Đồng Tiểu Lệ phụ họa. Ta chưa bao giờ nghe qua như vậy êm tai thanh âm, thật sự có một không hai. Hugo. Vậy chúng ta có lựa chọn khác không? Hoàng Tiểu Minh đánh cược một phen đi. Đặng thao. Chuyện dương mật thiếu nợ này sẽ không khiến cô ấy vào tù, cho dù danh tiếng không bằng trước kia, chỉ cần cô ấy hạ thấp giá trị con người, vẫn có thể vào đoạn làm phim quay phim. Nếu diễn xuất được đông đảo khán giả tán thành, cô ấy còn có cơ hội đông sơn tái khởi, kiếm được 300 triệu không phải việc khó. Phùng Thiếu Phong Con đường của cô ấy không tuyệt, chúng ta không thể quá vô tình. Lưu Sư Sư vậy chúng ta cùng lên tài khoản truyền thông xã hội quảng bá 3 ca khúc này đi. Sau khi nhất trí ý kiến, tất cả các ngôi sao trong nhóm lập tức quảng bá 3 ca khúc gốc này trên mạng xã hội. Hồ qua khăn quàng cổ. Ba thủ rất dễ nghe ca khúc, mọi người mau tới nghe một chút đi, thích mà nói, mua nhiều hơn nha. Đường yên khăn quàng cổ. Chia tay tình ca, thể diện, bi thương tình ca, tu luyện tình yêu, tiếc núi tình ca, thời gian nấu mưa thích tiểu đồng bọn toàn bộ cầm đi. Lưu sư sư khăn quàng cổ. Đây là có một không hai tiếng ca, tự như thiên nhiên, mọi người nghe được, tuyệt đối nhặt được bảo. Hoàng tiểu minh khăn quàng cổ. Ta có thể rất chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết, này ba bài hát có thể sánh ngang thiên vương siêu sao ca khúc, tin ta. Hoắc kiện hoa khăn quàng cổ. Con người của ta rất ít nói chuyện, nhưng là ta nói mỗi một câu đều là phát ra từ phế phủ, tu luyện tình yêu, thời gian nấu mưa, thể diện, các ngươi đáng giá có được. Người đầu tiên quét được những chiếc khăn quàng cổ này là fan trung thành của các ngôi sao. Họ nhấp vào liên kết và sau khi nghe ba bài hát, họ tán thành tuyên bố của Edudu. Sau đó có người đi mua ba ca khúc này, có người đi tuyên truyền ba ca khúc này, có người đang chế tác đề tài liên quan. Cứ như vậy, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, tu luyện tình yêu, thời gian nấu mưa, thể diện nhanh chóng bùng nổ trên mạng, khiến cho lượng lớn thảo luận. Ông xã. Ông xã. Cháy rồi, ba bài hát của anh cháy rồi. Đang đi về đúc xê Diệp Phong bị dọa nhảy dựng. Có thể hay không đừng cả kinh. Bên ngoài phòng tắm, mật mật kích động vạn phần. Tôi thật sự không khống chế được hưng phấn trong lòng. Diệp Phong tò mò. Số liệu thế nào? Đại mật mật cầm điện thoại di động, nghiêm túc trả lời các nền tảng tích lũy lượng phát sóng vượt trăm triệu, lượng mua vượt trăm vạn. Số liệu vượt quá tưởng tượng, Diệp Phong mừng rỡ. Ta đi, thật hay giả? Đại mật mật. Thiên chân vạn sát. Hai đô la cho một bài hát. Sáu cho ba bài hát phá trăm vạn, tối thiểu có thể mang đến sáu trăm vạn lợi nhuận. Lúc này mới giữa trưa, nếu đến ngày mai, chẳng phải là phá ngàn vạn thu nhập rồi sao? Diệp Phong tâm hoa nổ phóng xem ra chúng ta thành công bước ra bước đầu tiên đại mật mật khẩn cấp muốn biết bước kế hoạch tiếp theo ông xã bước tiếp theo chúng ta nên đi như thế nào diệp phong đàm phán đàm phán đại mật mật không hiểu lắm diệp phong giải thích ngươi chủ nợ không phải mỗi ngày gọi điện thoại tới thúc giục ngươi trả nợ sao có lý lợi nhuận của ba bài hát là sức mạnh của họ chỉ cần để cho chủ nợ nhìn thấy tương lai như vậy nguy cơ của bọn họ liền giải quyết hơn phân nửa đại mật mật thở phào nhẹ nhõm ông xã mau ra đây đi em đã nấu cơm xong rồi diệp phong có chút sợ hãi hỏi sẽ không lại là tây lạnh bít tết mì ý hoa quả salad chứ đại mật mật lắc đầu không phải diệp phong hồ nghi đó là cái gì đại mật mật nói quá lời mà nói trên thế giới siêu cấp vô địch ăn ngon cứu lại vô số thức đêm tăng ca tính mạng công nhân mỹ thực mì ăn liền diệp phong hôn mê tài nấu nướng của đại mật mật rốt cuộc có thể tiến bộ một chút hay không không phải cơm tây đơn giản thì là mì ăn liền về sau học nấu nướng long quốc nhiều một chút đi làm vợ long quốc không thể mất đi văn hóa ẩm thực của mình đại mật mật đáp ứng rất dứt khoát được em nghe lời chồng sau khi ba ca khúc bùng nổ, ca sĩ mới nổi Diệp Phong được mọi người biết đến. Bất quá, mọi người chỉ biết tên của hắn. Về phần những tin tức khác, một mực không biết. Có thể sáng tác ra ca khúc êm tai như vậy, bối cảnh gia đình hẳn là không đơn giản đi. Thật muốn biết chi tiết về ca sĩ thần bí này. Hồ Qua, Lưu Sư Sư, Đường Yên, Hoắc Kiện Hoa, Đặng Thao, Hoàng Tiểu Minh đều đứng về phía hắn, lai lịch khẳng định không nhỏ hoặc là phú nhị đại, hoặc là tinh nhị đại, hoặc là quan nhị đại. Phong tục xã hội bây giờ cứ như vậy, người nghèo khó ra mặt, người có tiền dễ lên ngôi. Chúng tôi đã thua ở vạch xuất phát. Bất quá có một nói một, cho dù Diệp Phong vận dụng quan hệ, hắn cũng đáng giá hồng. Tiếng ca hoàng mỹ như vậy, thế gian hiếm có, dù sao lúc nghe nhạc tâm linh ta đã bị chấn động cực lớn. Nghe tình ca chia tay, em bị anh ấy hát đến phát khóc. Hát tình ca tiếc núi, tôi cũng bị anh ấy hát đến phát khóc. Nghe tình ca bi thương, tôi khóc đến trong lòng mơ hồ đau đớn. Hắn cực kỳ khác người. Ta xác định đây là ta trong cuộc đời gặp qua chất lượng tốt nhất ca sĩ, không có một trong. Quỳ cầu hoa tươi, quỳ cầu phiếu đánh giá. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 chương 8. Phá ngàn vạn đao loa, một ngày thu đấu vàng, quỳ cầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Công ty thu âm Sky Hiat Music. Trương Thiên Bách biết ngay ba bài hát này sẽ bùng nổ. Nếu như hôm qua bắt được Diệp Phong thì tốt rồi. Chỉ tiếc không có nếu như. Các ngôi sao như Hồ Qua, Bành Ngọc Yến, Vương Lạc Đan, Viên Hoành, Đặng Thao, lưu sư sư cũng bị tốc độ tăng trưởng số liệu của ba bài hát tình yêu tu luyện thời gian nấu mưa thể diện dọa sợ tuy rằng bọn họ chiếm công lao rất lớn nhưng có thể trong vòng mấy giờ ngắn ngủi lấy được phần số liệu này nói rõ tu luyện tình yêu thời gian nấu mưa thể diện bản thân đã được đại chúng hoan nghênh hồ qua cảm khái không thôi tốc độ tăng trưởng này trước khi tuyên truyền tôi không dám nghĩ tới lưu sư sư cũng than thở chuyện này ngoài dự liệu của ta bành ngọc yến mấy giờ lượng mua đã nhiều như vậy một ngày sau sẽ là bao nhiêu đặng thao chúng ta đặt cược vào bảo bối rồi viên hoành mật ong sẽ đông sơn tái khởi mà cơ hội này là chồng thần bí của cô ấy cho cô ấy đường yên nàng lão công sẽ trở thành kế tiếp hỏa khắp đại giang nam bắc ca sĩ hai giờ chiều người môi giới bất động sản gọi điện thoại tới bởi vì vị trí tốt Giá cả thích hợp, rất nhanh tìm được người mua. Đế đô là một nơi tất vạn tất đất. Có rất nhiều người giàu. Chỉ cần khu vực tốt, nhà sẽ không lo không bán được. Ông xã, nhà sắp bán rồi, làm sao bây giờ? Sau khi nghe điện thoại xong, Đại Mật Mật có chút không biết làm sao. Diệp Phong phản ứng bình thản. Đây là chuyện tốt A. À? Đại Mật Mật nói ra nỗi lo trong lòng. Nhưng mà, không có nhà chúng ta sẽ không có chỗ ở diệp phong hỏi ngược lại nhà bán đi ngươi không phải có tiền sao có tiền còn sợ không có chỗ ở a à? đại mật mật hoảng loạn vạn nhất chủ nợ tới đòi nợ chút tiền này căn bản không đủ trả hơn nữa ta hiện tại đã là triệu phú ta có thể nuôi ngươi a à? đại mật mật khó có thể tin ngươi nguyện ý nuôi ta diệp phong hiểu ý cười một tiếng ta hai năm nay đều bị ngươi nuôi trắng trẻo mập mạp, bây giờ ngươi nghèo túng, ta có lý do gì vứt bỏ ngươi? Đại mật mật hai mắt đỏ bừng, cổ họng chua xót, một cổ nhiệt lưu từ đáy lòng mà lên, thẳng đến hốc mắt. Anh là người đàn ông tốt nhất thế giới. Lựa chọn của ta không sai. Ông xã, em mãi mãi yêu anh. Nàng nhào vào trong lòng Diệp Phong, gào khóc. Đây là nước mắt ôn nhu. Là suối nguồn sự sống sau khi tan chảy hãy để cho bãi cát tuyệt vọng trong lòng cô một lần nữa tỏa sáng. Sau khi người mua đến xem phòng, tất cả đều rất hài lòng. Ký xong hợp đồng, 50 triệu thuận lợi gửi vào tài khoản ngân hàng của Đại Mật Mật. Sau khi bán nhà, ưu tiên hàng đầu là chuyển nhà. Bởi vì còn chưa tìm được chỗ ở, chỉ có thể ở tạm khách sạn. Gọi tới công ty chuyển nhà, bận rộn hết thảy, hai người đã mệt mỏi nằm sắp. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, tắm rửa một cái, hai người cùng nhau xuống lầu ăn cơm. Khách sạn là khách sạn cao cấp, đồ ăn rất phong phú. cầm đồ ăn mình thích, hai người cùng ngồi xuống, cùng ăn tối. trong lúc ăn cơm, đại mật mật đưa ra nghi vấn. ông xã, tiếp theo chúng ta đi nơi nào định cư a? À? diệp phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói ra hai chữ. ma đô. trả lời dứt khoát lưu loát như vậy, ngoài dự đoán của mọi người đại mật mật có phải anh đã sớm nghĩ kỹ rồi không diệp phong giải thích tương lai phát triển của đế đô có hạn mà đồ mới là tương lai đại mật mật không hiểu đế đô là trung tâm văn hóa long quốc trung tâm giao lưu quốc tế trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật cơ hội vô hạn nơi nào không có triển vọng phát triển diệp phong có lý có cứ trả lời chúng ta lăn lộn trong giới giải trí so với đế đô mà nói giải trí điện ảnh và truyền thông xung quanh Ma Đô càng phát triển hơn. Hoành điếm ở vùng Giang Chiết, cách Ma rất gần. Chương trình giải trí của đài truyền hình Ma Đô và đài truyền hình Giang Chiết có tỷ lệ người xem rất cao trong cả nước. Đây đối với ngôi sao điện ảnh và truyền hình mà nói là một mảnh đất phong thủy dệt hoa trên gấm. Đại mật mật. Ngươi đã sớm có ý tưởng, vì sao không nói sớm? Diệp Phong nói ra ngọn nguồn. Để đô là nhà của ngươi, ngươi ở chỗ này có rất nhiều không nở bởi vì ngươi trước đó công tác ổn định ta không cần vì kế sinh nhai mà vất vả cho nên liền không đề cập tới thì ra diệp phong biết nguyên nhân thật sự nàng định cư đế đô kỳ thật với năng lực của cô có thể mua nhà ở ma đô sở dĩ ngàn dặm xa xôi trở lại đế đô là bởi vì nơi này càng có hương vị gia đình hai mắt đại mật mật đỏ bừng mũi chua xót đứng dậy ông lấy diệp phong không có lỗi là ta liên lụy ngươi nếu công ty không gặp khủng hoảng diệp phong sẽ không bị ép kinh doanh diệp phong không bị ép buôn bán bọn họ cũng không cần chạy ngược chạy xuôi cô ấy đã gây ra mọi chuyện cô ta là thủ phạm của mọi chuyện diệp phong vỗ vỗ lưng nàng an ủi không sao vợ chồng vốn là đồng tâm khóa nếu khóa cùng một chỗ sẽ không bỏ không rời đại mật mật không biết nói cái gì cho phải duy nhất có thể làm chính là đêm nay hảo hảo hầu hạ diệp phong cô ấy muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho người đàn ông này nàng muốn cho diệp phong trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất nam nhân hai người ngủ rất lười họ không thức dậy cho đến khi một cuộc gọi đến lấy điện thoại di động từ bên giường thắp sáng màn hình nhìn phát hiện một giờ chiều điều này làm bọn họ sợ không nhẹ rốt cuộc mệt mỏi bao nhiêu mới có thể ngủ lâu như vậy Ông xã, làm sao bây giờ? Chủ nợ gọi đến rồi. Điện thoại là của công ty điện ảnh Ái Kỳ ức gọi tới. Ngành điện ảnh Ái Kỳ đã tham gia đầu tư và chế tác bộ phim phản kích tuyệt địa bóng bàn Long Quốc. Bây giờ bộ phim thua thiệt lớn, bọn họ muốn lấy lại một phần tiền. Diệp Phong bình tĩnh nói. Nghe điện thoại trước, tôi xem số liệu hậu trường. Đại mật mật làm theo lời chồng, nhận điện thoại của chủ nợ. Này, dương tiểu thư mấy ngày rồi rốt cuộc có tiền hay không nếu không có tiền chúng tôi sẽ kiện anh ra tòa đại mật mật cung tổng bình tĩnh một chút chớ nóng nảy tôi bên này đã xử lý chuyện này rất nhanh cho anh câu trả lời thuyết phục cung tổng công ty điện ảnh ái kỳ ức tôi mặc kệ hôm nay tôi phải trả lời đại mật mật nhà ở đế đô ta bán tiền rất nhanh xoay sở được ngài yên tâm bên kia Diệp Phong tra được số liệu hậu trường của tu luyện tình yêu, thời gian nấu mưa, thể diện. Tổng lượng mua 3 bài hát đột phá 10 triệu. Nói cách khác, hắn đạt được hơn 60 triệu thu nhập. Hơn 60 triệu cộng thêm hơn 50 triệu trong tay đại mật mật, hẳn là có thể giảm bớt một phần nợ nần, cũng như giảm bớt tâm tình lo âu của các chủ nợ. Quỳ cầu hoa tươi, quỳ cầu phiếu đánh giá. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Chương 9 Giải quyết nợ nần nguy cơ, tiến quân điện ảnh thị trường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Cung tổng của công ty điện ảnh ái kỳ ức vẫn lại nhảy như cũ Nếu đã bán nhà rồi thì mau trả lại tiền đi Đây là điều anh đã hứa với chúng tôi trước đó Trên hợp đồng viết rất rõ ràng Ưu tiên trả lại tiền cho hãng phim Aichi Million Nếu anh thất tính, sẽ biết hậu quả. Ái Kỳ ức là một trong ba trang web điện ảnh và truyền hình lớn trong nước. Đắc tội với nó, ngôi sao điện ảnh và truyền hình sẽ ít đi một con đường. Điều này đối với cô muốn nổi tiếng, muốn đông sơn tái khởi mà nói, là đã kích trầm trọng. Đại mật mật không biết trả lời như thế nào, trong lúc nhất thời lo âu bất an. Diệp Phong nhận lấy điện thoại di động, cùng ái kỳ ức điện ảnh cung tổng triển khai chính diện giao phong. Alo, cung tiên sinh, xin chào. Nghe được giọng nam, cung tổng của ái kỳ ức nhíu chặt mày. Cô là ai? Diệp Phong tỏ rõ thân phận. Tôi chính là người chồng thần bí trong truyền thuyết của Dương Tiểu Thư. Cung tổng công ty điện ảnh ái kỳ ức hùng hổ dọa người. Cô muốn nói gì với tôi? Cô có tiền trả lại cho tôi không? Diệp Phong không vội trả lời, mà hỏi ngược lại. Nghe qua tu luyện tình yêu, thời gian nấu mưa, thể diện, sao? Cung tổng công ty điện ảnh ái kỳ ức có ấn tượng. Ba ca khúc thịnh hành hóc nhất trên mạng ngày hôm qua. Diệp Phong. Không sai. Cung tổng của ái kỳ ức không hiểu. Cậu hỏi cái này làm gì? Diệp Phong. Bởi vì tôi chính là tác giả và người biểu diễn của ba bài hát này. Cung tổng của ái kỳ ức hít sâu một hơi. Thật hay giả? diệp phong công bố ba ca khúc thịnh hành được mệnh danh là thế hệ mới có tiềm năng trở thành siêu sao thiên vương nhất người trong ngành bọn họ đều cho là như vậy và tất cả họ đều muốn ký hợp đồng với nghệ sĩ này bởi vì đó sẽ là kho báu quý giá cả đời diệp phong ta hát một câu ngươi liền tin nói xong lập tức hát vang phần điệp khúc thể diện chia tay hẳn là có thể diện ai cũng đừng nói xin lỗi tại sao lại mắc nợ ta dám cho liền dám tan nát cõi lòng. Phía trước ống kính là chúng ta trước kia đang hoang hô, chảy nước mắt khàn cả giọng. Chết tiệt. Cứ hát là khóc. Chuyện cũ như mảnh vỡ ký ức tràn ngập trong đầu, rõ mồn một trước mắt. Bản lĩnh ca hát này, hắn chỉ nghe Diệp Phong hát bản thể diện cảm nhận qua. Cung tổng của Ái Kỳ ức tin tưởng không nghi ngờ. Không ngờ Diệp Phong chính là người chồng thần bí của Dương tiểu thư thật khiến người ta bất ngờ. Diệp Phong Bây giờ chúng ta có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với nhau không? Cung tổng ái kỳ ức ngữ khí bình thản. Cho dù cô là người hát ba ca khúc thịnh hành này thì sao? Diệp Phong lẽ thẳng khí hùng, êm tai nói. Ta ba ca khúc tổng mua lượng vượt qua 10 triệu, nói cách khác, trong vòng một ngày thu hoạch hơn 60 triệu thu nhập. Lấy tiềm lực của ba bài hát này, còn có thể kiếm càng nhiều lấy năng lực của ta, khả năng kiếm so với ngươi ái kỳ ức công ty này còn nhiều hơn. Câu cuối cùng đánh thức người trong mộng. Cung tổng đột nhiên thức tỉnh. Đây là một cơ hội kinh doanh khổng lồ. Nếu hợp tác với Diệp Phong, tương lai sẽ có lợi nhuận không tệ. Thật hay giả? Tổng lượng mua vượt quá 10 triệu. Diệp Phong, lấy địa vị của ngươi trong giới, hẳn là rất dễ dàng tra được những số liệu này. Ta nói nhiều hơn nữa cũng không bằng ngươi tự mình đi ra. Cung tổng công ty điện ảnh ái kỳ ức. Sau đó thì sao, khi nào thì trả? Trả thế nào? Diệp Phong đem trả tiền kế hoạch nói ra. Trước trả lại ngươi mấy chục triệu, còn lại lại chậm rãi trả lại ngươi. Nếu có thể lấy lại mấy chục triệu, vậy cũng không tệ lắm. Dương Mật cũng chỉ nợ hắn mấy chục triệu mà thôi. Số tiền còn lại không sợ không lấy lại được. Bởi vì dịp phong một ngày có thể thu hoạch 6 ngàn vạn, vài ngày sau tuyệt đối phá trăm triệu, tương lai còn có thể có liên tục không ngừng lợi nhuận. Mấu chốt nhất chính là, dịp phong có tiếng hát tự nhiên cùng với trình độ sáng tác siêu cao. Anh có thể liên tục sáng tác ra ca khúc thịnh hành trên mạng, lợi nhuận sẽ từng bước tăng cao. Cung tổng công ty điện ảnh ái kỳ ức. Được. Tôi chờ tin tức tốt của cậu. Cúc điện thoại. Diệp Phong lập tức bảo Đại Mật Mật chuyển 20 triệu qua. Đại Mật Mật không chút do dự, lập tức chuyển tiền qua. Không bao lâu sau, công ty điện ảnh ái kỳ ức nhận được 20 triệu từ truyền thông gia thế. Lần này, cung tổng rốt cục thở vào nhẹ nhõm. Đinh Kiểm tra đo lường ký chủ nhật tiến đấu kim, hỏa bạo toàn mạng, khen thưởng ký chủ tiền nhiệm công lược. Gặp lại tiền nhiệm, kịch bản cùng với cấp một đạo diễn năng lực phòng vé phá trăm triệu, kích phát kế tiếp thần cấp thưởng. Hệ thống lại xuất hiện. Lần này mang đến kịch bản và năng lực đạo diễn cấp 1 của tiền nhiệm công lược. Tạm biệt tiền nhiệm. Kế tiếp phải chuyển sang phương diện quay phim. Trong thế giới song song, anh nhớ doanh thu phòng vé của bộ phim Người tiền nhiệm 3 gần 2 tỷ, mà doanh thu phòng vé của bộ phim mới có thể lấy được khoảng 700 triệu. Một bộ phim có thể kiếm được 700 triệu, con số này còn nhiều hơn 3 ca khúc thịnh hành trên mạng. Hơn nữa bài hát thể diện này có thể làm ca khúc chủ đề điện ảnh, một lần nữa kích nổ toàn mạng. Sự bùng nổ của thể diện nhất định sẽ nâng cao danh tiếng của Diệp Phong. Đến lúc đó Diệp Phong mọi người đều biết. Thu phục một chủ nợ, đại mật mật toàn thân thoải mái. Vừa rồi cô vừa khẩn trương, vừa sợ hãi. Cái loại cảm giác này quá mức tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức khiến người ta sụp đổ may mắn có một cánh tay có thể dựa vào, nếu không thật không biết nên làm thế nào cho phải. Ông xã, cảm ơn anh. Cảm ơn người giúp ta giải quyết lần này thúc giục nợ. Mấy ngày nay nàng bị thúc giục đến tâm hoảng ý loạn. Cả người thiếu chút nữa tinh thần sụp đổ. Nàng cho rằng khốn cảnh này cơ hội khó giải, không ai có thể giúp nàng. Thật tình không biết người bên gối cho nàng cảm giác an toàn ngày sau nàng có thể yên tâm đem chính mình giao cho diệp phong sờ sờ đầu nhỏ của nàng diệp phong cưng chiều nói hai ta là hai vợ chồng khách khí cái gì tình yêu nồng độ mười phần ấm áp tâm hồn đại mật mật bị kinh hãi đại mật mật đã không biết báo đáp nam nhân sủng nàng lên trời này như thế nào đành phải ở trên khuôn mặt đẹp trai ôn nhu hôn một cái ba diệp phong cảm giác thân thể tê dại lập tức lại bộc phát ra hốc mon nồng đầm. Mật. Đại mật mật ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng như nước. Sao vậy? Diệp Phong ẩn tình đưa tình nhìn chầm chầm nàng. Ta muốn dục ngựa phi nước đại, tung hoành tứ hải. Bốn mắt nhìn nhau, đại mật mật đã đọc hiểu ý tứ của Diệp Phong. Sau một khắc, trắng noãn như ngọc mặt mảnh liệt đỏ lên. Quỳ cầu hoa tươi, quỳ cầu phiếu đánh giá. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Chương 10 Dọn nhà ma đều, mất đi đều phải cầm lại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cũng không biết có phải do cung tổng của công ty điện ảnh ái kỳ ức tiết lộ tin tức hay không, hơn một giờ sau, điện thoại của đại mật mật lại vang lên. Cũng là đến thúc giục nợ nần. Đối phương muốn lấy lại một ít tiền vốn diệp phong ra mặt dùng phương pháp vừa rồi thoải mái giải quyết sau đó lần lượt có chủ nợ gọi điện thoại tới diệp phong đều nhất nhất giải quyết cuối cùng chủ nợ lớn nhất là triệu tổng của công ty điện ảnh thượng địch gọi điện thoại tới alo là dương mật sao diệp phong anh chính là triệu tổng của công ty điện ảnh thượng địch phải không một dòng nam xem ra cung tổng nói không sai dương mật đã tìm được chỗ dựa vững chắc triệu tổng là tôi diệp phong nói vậy ngươi hẳn là biết ta là ai rồi ta cũng không muốn nói thêm cái gì trước trả lại ngươi ba mươi triệu còn lại lại chậm rãi trả quá không có thành ý dù sao hắn cũng là chủ nợ lớn nhất ít nhất phải trả một trăm triệu chứ triệu tổng các ngươi đều yêu kỳ hai mươi triệu rồi ta là chủ nợ lớn nhất yêu cầu trả một trăm triệu cũng không quá đáng chứ diệp phong Triệu Tổng, ta tin tưởng ngươi là một người thông minh, bằng năng lực của ta, trả lại ngươi 300 triệu tuyệt đối dư giả, ngươi hiện tại cũng không tài chính quay vòng khó khăn, chúng ta nợ ngươi càng lâu, ngươi lợi nhuận càng lớn. Nếu mang theo lãi suất, quả thật có thể kiếm được nhiều hơn. Triệu Tổng có chút do dự, không biết có nên tin tưởng Diệp Phong hay không? Ngoài ca hát ra, anh còn làm gì khác không? Diệp Phong Đương nhiên Triệu Tổng cụ thể là cái gì? Diệp Phong Vài tháng sau, ta sẽ cho ngươi một bất ngờ nho nhỏ. Vài tháng nữa Ông xã thần bí của Dương Mật trốt cuộc muốn làm gì? Triệu Tổng không hiểu, chỉ có thể dùng phương pháp bảo thủ nhất ứng phó. Ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, mỗi tháng ngươi trả ta 10 triệu, nửa năm sau, toàn bộ trả xong. Nửa năm là đủ rồi. Diệp Phong vui vẻ đáp ứng. Ok. Cứ như vậy, khủng hoảng nợ nần dễ dàng hóa giải. Tiếp theo chỉ cần trả tiền đúng hạn là được. Đại mật mật có chút khó hiểu. Chúng ta còn có hơn 7.000 vạn, hoàn toàn có thể trả 5.000 vạn cho triệu tổng, vì sao chỉ trả 30 triệu? Diệp Phong nhìn về phía trước, hùng tâm bừng bừng. Bởi vì ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Đại mật mật nhíu mày. Anh định lấy số tiền này làm gì? Diệp Phong tiến quân vào giới điện ảnh và truyền hình. Hút và chuồng. Đại mật mật hít một hơi khí lạnh. Lúc trước Diệp Phong đã nói sẽ sáng tác kịch bản, sẽ quay phim điện ảnh và phim truyền hình. Không thể tưởng được vẻn vẹn đi qua một ngày, Diệp Phong liền chuẩn bị bước chân vào điện ảnh nghiệp. Cô vĩnh viễn không đoán được tâm tư của người đàn ông này. Nàng duy nhất có thể làm chính là ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn hầu hạ Diệp Phong. Lão công tiếng hét này có chút khó chịu diệp phong quay đầu nhìn thoáng qua làm sao vậy em yêu anh nói xong đại mật mật ông lấy gương mặt diệp phong hôn lên thời gian đến vào buổi tối ngủ một ngày thể xác và tinh thần hai người mệt mỏi go luôn go luôn bụng hai người đều rất đói ngủ không được đứng lên đi chúng ta cùng nhau ăn cơm tối Diệp Phong vuốt ve bờ vai mềm mại của Đại Mật Mật, đề nghị. Đại Mật Mật giống như tiểu hồ ly dịu ngoan, dính ở trong lòng hắn, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Ân. Diệp Phong lên đường xuống giường, chuẩn bị tiến vào phòng tắm. Đại Mật Mật cũng thức dậy theo. Nhưng vừa động đậy, cô đã đeo mặt nạ đau đớn. À, không được. Đau quá. Diệp Phong tim thắt lại, đi tới bên cạnh, quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Đại mật mật đỡ eo liễu, mặt lộ vẻ thống khổ. Eo sắp gãy rồi. Diệp Phong bị dọa nhảy dựng. Tại sao lại như vậy? Đại mật mật trừng mắt nhìn hắn một cái. Còn không trách ngươi. Diệp Phong rất vô tội. Sao lại trách lên đầu tôi? Đại mật mật vặn vẹo cơ bắp bên hông cậu. Dám làm không dám thừa nhận đúng không? Diệp Phong vẻ mặt mơ hồ. Tôi thật không rõ lắm. Ngươi! Đại mật mật tức giận muốn lấy điện thoại di động từ bên cạnh đập Diệp Phong. Diệp Phong nhanh chóng ông lấy nàng, nhếch miệng cười. Được rồi, được rồi, nói giỡn thôi. Đại mật mật hung hăng cắn bả vai hắn một cái, phát tiết trong lòng kiều phẫn. Diệp Phong không lên tiếng, kiên nhẫn trấn an cảm xúc của đại mật mật. Bởi vì đại mật mật không thể xuống giường, cho nên bữa tối liền giải quyết trong phòng xa hoa. Sau khi tắm rửa xong, Diệp Phong gọi điện thoại cho đại sảnh khách sạn, bảo bọn họ đưa cơm đến phòng khách sạn. Rất nhanh, bữa tối thịnh soạn sẽ được phục vụ. Hai người ăn xong cơm tối, lại bắt đầu hai người thế giới. Ở đế đô nghỉ ngơi vài ngày, hai người chuyển nhà đến ma đô. Mọi thứ đã sẵn sàng. Hai người vào ở một tầng bằng lớn xa hoa. Đứng trước cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy cảnh đêm xa xa. Đó là nơi phồn hoa nhất toàn ma đô nơi dừng chân của vô số người giàu có. Bây giờ họ chỉ có thể nhìn đại mật mật sinh lòng bất đắc dĩ, lại cực độ khát vọng. Mà đồ CBG cảnh đêm rực rỡ phồn hoa, giống như nhân gian thiên đường, ở nơi đó người nhất định rất vui vẻ đi. Diệp Phong từ phía sau ông chặt lấy nàng, ghé vào bên tai nhẹ nhàng nói. Mật, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi vào ở nơi đó. Đại mật mật tin tưởng Diệp Phong có thực lực này. Mọi thứ đều ngắn ngủi. Chờ bọn họ đông sơn tái khởi lúc, bọn họ khát vọng, mất đi, đều sẽ có được. Chỉnh đốn vài ngày, Diệp Phong đem kịch bản tiền nhiệm công lược. Tạm biệt tiền nhiệm in ra, bắt đầu chuẩn bị công tác quay phim. Quy trình chế tác cơ bản của một bộ phim là Lựa chọn kịch bản, chuẩn bị vốn, lựa chọn đạo diễn và diễn viên, thành lập tổ quay phim, biên tập phim hậu kỳ, lựa chọn nhà phát hành, tuyên truyền điện ảnh. Nếu đó là một bộ phim phiêu lưu Hollywood, quá trình sản xuất phức tạp hơn tiền nhiệm công lược tạm biệt tiền nhiệm là một bộ phim đô thị kỹ thuật quay phim không quá chú ý đem tình cảm nhân vật hiện tượng xã hội chụp ra là được chỉ cần dẫn tới đồng cảm là có thể bán chạy kịch bản tài chính đều có trực tiếp nhảy đến bước thứ ba lựa chọn đạo diễn và diễn viên đạo diễn tự mình làm diễn viên thì cần tuyển dụng nói chung diễn viên có thể đến học viện điện ảnh học viện hí kịch tuyển dụng sinh viên tại các trường điện ảnh và sân khấu có một nền tảng nhất định khi quay phim không cần lãng phí quá nhiều thời gian đi dạy đương nhiên muốn đạt được hiệu quả nhanh hơn có thể trực tiếp đến hoành điếm điện ảnh và các địa phương khác tuyển dụng bởi vì diễn viên ở những nơi này có kinh nghiệm quay phim phong phú vừa khởi động máy là có thể nhanh chóng nhập vai ngoài ra cao thủ ở dân gian nếu như mình có tuệ nhãn có thể đi đường phố đi chợ đi công viên tìm kiếm ngôi sao mới tương lai phương pháp này tốn nhiều thời gian nhất đối với diệp phong nhất định phải giành giật từng giây mà nói cũng không thể thực hiện diệp phong dự định trực tiếp đến hoành điếm tìm diễn viên đẩy nhanh quá trình quay phim danh sách diễn viên chính đã có người chọn đến hoành điếm chủ yếu tìm kiếm một số nhân vật nhỏ bước này sẽ không quá khó khăn có nắm chắc bắt được hàng vĩ, trịnh khải, vu văn văn, tăng mạnh tuyết, la mễ không? Quỳ cầu hoa tươi, quỳ cầu phiếu đánh giá. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.